Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ ba ngày mùng 1 tháng 9. Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức dâng hương tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm Canh hùng Liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm việc tại Hưng Yên về việc đầu tư dự án giai đoạn 2 tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình. Khởi sắc trên quê hương thân mẫu Bác Hồ. Những người nông dân 4.0 cho phong trào thi đua yêu nước. Hưng Yên nằm trong top 10 tỉnh thành phố có tỷ lệ người dân cài đặt Bluezone cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2020, sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm Canh hùng Liệt sĩ tỉnh. Dự lễ dâng hương, dâng hoa có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại nhà lưu niệm Bác Hồ, lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, người đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước anh linh của người, các thế hệ người con Hưng Yên nguyện tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tiếp đó, đoàn đã dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với người con của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng và trong công cuộc đổi mới của đất nước. Viếng đài tưởng niệm Canh hùng Liệt sĩ tỉnh, đoàn đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Canh hùng Liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Các thế hệ hôm nay và mai sau nguyện tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Chiều nay, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã về làm việc với tỉnh Hưng Yên về dự án giai đoạn 2 tuyến đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc cầu rẽ Ninh Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc cầu rẽ Ninh Bình có chiều dài 47,7 km đi qua địa phận hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam. Giai đoạn 1 được đầu tư quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m đã hoàn thành đưa vào khai thác năm 2019. Tuy nhiên, sau khi đưa vào khai thác, lưu lượng xe trên tuyến tăng nhanh gây ùn tắc. Đặc biệt, sau khi cầu Hưng Hà đưa vào khai thác tháng 2 năm 2020, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến và trong điều kiện dự án đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng, đầu tư một số cống ngang theo quy mô hoàn chỉnh. Nếu không thực hiện đầu tư hoàn chỉnh sẽ phát sinh hiện tượng tái lấn chiếm mặt bằng dự án. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất việc đầu tư giai đoạn 2 dự án xây dựng tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc cầu rẽ Ninh Bình với quy mô 4 làn xe đáp ứng nhu cầu giao thông trên tuyến, nâng cao hiệu quả khai thác các công trình đã đầu tư như cầu Hưng Hà, cầu Thái Hà trên đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam và hỗ trợ Hưng Yên phát triển khu công nghiệp, khu đô thị, khu đại học Phố Hiến.
liên quan đến các thủ tục triển khai tiếp dự án giai đoạn 2, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên, đơn vị chủ đầu tư cần sớm rà soát chỉnh sửa hồ sơ dự án xong trong tháng 10 để Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Mặt bằng giai đoạn 2 đã được giải phóng xong trong giai đoạn 1 nên rất thuận lợi cho việc triển khai dự án. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt là 1.051 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh đây là tuyến đường kết nối các vùng kinh tế trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Hồng nói chung và Hưng Yên nói riêng. Đồng chí đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai, đồng thời bố trí vốn kịp thời cho dự án. Phát huy truyền thống của vùng quê cách mạng, những năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào đã đoàn kết một lòng xây dựng quê hương từ một vùng quê còn nhiều khó khăn. Diện mạo của phường Bần Yên Nhân hôm nay đang có những đổi thay toàn diện. Cụ Ngô Văn Phong, cán bộ tiền khởi nghĩa ở tổ dân phố Bình Tân cho biết, trước cách mạng tháng 8, ở Hà Nội, Nhật đã đảo chính Pháp, nhưng đồn Bần vẫn do quân Pháp chiếm giữ. Biết rõ tình hình địch đang hoang mang, dao động, nên sứ ủy Bắc Kỳ quyết định đánh chiếm đồn Bần ngay trong đêm ngày 12 tháng 3 năm 1945. Quân ta thu được 26 khẩu súng và 5 hòm đạn. Trận đánh đồn Bần Yên Nhân là trận đánh xung kích kiểu mẫu ở đồng bằng Bắc Bộ đã thổi bùng lên cao trào chống Nhật. Cả tỉnh bước vào tiền khởi nghĩa. Không khí cách mạng thành công thì nó sướng lắm, từ là của nó, bây giờ là của mình. Đi đâu là quyền của mình. Chứ nó không cấm đoán gì nữa. Thì lúc bây giờ tôi cũng tham gia hoạt động bí mật mà. Xong cấm chính quyền xong là đi các xã này thành lập chính quyền cách mạng. Lúc ấy thì dân chúng phấn khởi. Với vị trí thuận lợi nằm trên trục quốc lộ 5 nên không chỉ trong chiến tranh mà ngay cả trong hòa bình, thị trấn Bần Yên Nhân, nay là phường Bần Yên Nhân, luôn là một vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế. Toàn phường hiện có trên 70 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài, thu hút hàng nghìn lao động là con em địa phương. Hiện trên địa bàn có hai khu đô thị là Hòa Phát và Phúc Thành với quy mô hàng trăm hecta đã được quy hoạch và đưa vào sử dụng một phần, góp phần để diện mạo ở Bần Yên Nhân vươn mình lớn mạnh. Song song với đó, phường còn đẩy mạnh phát triển làng nghề tương bần, xây dựng thương hiệu để tương bần tiêu thụ mạnh trên thị trường trong nước và nước ngoài. Xác định Bần Yên Nhân là một trong những đơn vị là lõi của đô thị Mỹ Hào, địa phương tập trung mọi lực để đón nhận các dự án đầu tư trên địa bàn. Đấy, để sớm tức là nhất là tập trung cho cái án là phát triển đô thị. Ví dụ như là dự án của đô phát triển đô thị của tập đoàn Hòa Phát giai đoạn 2, là dự án của đô thị Phúc Thành. Đến thời điểm này là người dân trên địa bàn phường Bần tôi đã có bước chuyển dịch rất lớn từ cái thời điểm là nông nghiệp về bây giờ cơ bản chuyển sang cái dịch vụ thương mại. Truyền thống vẻ vang trong kháng chiến luôn là niềm tự hào, động lực thúc đẩy các thế hệ cán bộ nhân dân ở phường Bần Yên Nhân hôm nay tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu là nơi phát tích của dòng họ Hoàng. Đây là dòng họ nổi tiếng có truyền thống lịch sử lâu đời. Không chỉ có tới 18 đời có người làm quận công, mà còn là quê hương của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo gia phả ghi lại, cụ tổ dòng họ Hoàng ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu là cụ Hoàng Thế Chân. Đến đời thứ 6 có cụ Hoàng Thế Kiều là quan võ của triều đình nhà Lê. Năm 1557, quan Thái Phó Hồng Quốc Công Hoàng Thế Kiều đem quân vào Nghệ An dẹp quân nhà Mạc. Để ghi nhớ công lao của cụ đã quên mình vì nghĩa lớn, nhà vua cho con cháu được đổi chữ lót từ Hoàng Thế sang Hoàng Nghĩa. Đời nối đời, đến cụ Hoàng Xuân Đường, ở làng Hoàng Trù, thân phụ của bà Hoàng Thị Loan là đời thứ 19. Những năm 90 của thế kỷ 20, con cháu họ Hoàng Thế ở Hưng Nguyên đã tìm về quê tổ của mình. Sau đó làm gia phả họ Hoàng Nghĩa, bắt đầu từ đất tổ xã Hoàng Vân, huyện Kim Động, phủ Sơn Nam, nay là xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Năm 2005, nhà thờ bà Hoàng Thị Loan được khánh thành, tạo niềm phấn khởi to lớn cho nhân dân địa phương. Thì từ ngày mà thành lập cái nhà thờ của bà Hoàng Thị Loan đấy thì thực sự nói là
nhân dân từ trẻ đến già người ta rất là phấn khởi, mà trong đó là người ta đón làng văn hóa luôn. Tự hào là quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Hồng Tiến không ngừng đổi mới phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân đạt 45 triệu đồng một năm, vượt 10 triệu đồng so với năm 2019. Sinh ra và lớn lên ở cái mảnh đất quê ngoại của Bác Hồ thì ở nơi đây nó có cái truyền thống là bà con là rất chịu khó làm ăn. Trong cái xã hội nó phát triển như hiện nay thì mình cũng cố gắng là tập trung tất cả cái trí tuệ và năng lực của những người dân ở đây. Mình thu hút họ vào để tạo công ăn việc làm và tạo thu nhập cho gia đình. Cơ sở hạ tầng của xã cũng được đầu tư hoàn thiện và từng bước hiện đại hóa. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống tinh thần của nhân dân cũng ngày càng được nâng cao. Trong thời gian tới thì Đảng ủy ban sẽ tập trung và huy động các cái nguồn lực phát triển nhanh, bền vững các cái mục tiêu kinh tế rồi là văn hóa xã hội, tích cực chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của các cái gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ. Hồng Tiến sẽ cùng với xã Đồng Tiến rồi xã Dân Tiến, chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện hoàn thiện các cái tiêu chí trong cái khu vực để đưa cái khu vực cụm 39 là nâng mức công nhận là đô thị loại 4. Với niềm tự hào là quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bề dày truyền thống lịch của lịch sử địa phương, đó là những động lực vui thúc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Tiến tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, tỏ lòng thành kính với Bác cũng như thân mẫu của người. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay câu chuyện những người nông dân trở thành tỷ phú đã không còn xa lạ. Nhưng có một điều rất đáng trân trọng là họ không chỉ làm giàu cho gia đình mà đã góp phần tạo nên sự phát triển chung cho cộng đồng dân cư khi giúp những người nông dân khác làm giàu trên chính quê hương mình. Đó là câu chuyện của hai người nông dân thời kỳ 4.0 rất đặc biệt mà chúng tôi muốn giới thiệu ngay sau đây. Từ những cây nhãn trồng rất bình thường trong vườn nhà, manh mún, nhỏ lẻ, giờ đây nhãn miền thiết hay còn gọi là nhãn chín muộn đã trở thành sản phẩm OCOP của địa phương, được biết đến rộng rãi ở thị trường cả trong và ngoài nước. Người có công lớn đưa nhãn nơi đây trở thành đặc sản và giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao là ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hàm Tử, huyện Quế Châu. Ngoài việc ươm trồng, nhân giống, ông Thế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập tổ hợp tác với gần 200 thành viên. Tiếp đó là hợp tác xã nhãn miền thiết gồm 30 thành viên với diện tích là 75 ha. Từ những cái mô hình của đồng chí Thế thì cho đến tại thời điểm này, xã Hàm Tử có 10 tổ hợp tác và cũng là do nông dân đứng lên làm nòng cốt. Hiện tại thì Hàm Tử có 200 hecta nhãn sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và đã được cấp 2 vùng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Thế và trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất nhãn Việt Gáp thêm 100 hecta nữa trên 320 hecta nhãn của Hàm Tử hiện nay. Không chỉ giúp các thành viên trong hợp tác xã mà hàng năm, gia đình ông Thế cũng đã thu hút và giải quyết việc làm cho 25 người lao động với thu nhập bình quân từ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng một người một tháng, giúp cho nhiều hộ thoát nghèo. Cũng như ông Thế, anh Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nấm Sạch Việt Tú, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, cũng là một nông dân 4.0 khởi nghiệp thành công từ đất quê hương. Khởi nghiệp từ đất rơm bùn cưa trên diện tích 8.000 m², anh Tú đã trồng trên 20 vạn bịch nấm các loại mỗi năm, cung cấp 30 tấn nấm tươi các loại và nhiều sản phẩm khác từ nấm, tổng thu nhập trên 2,5 tỷ đồng, lợi nhuận thu từ 350 đến 400 triệu đồng một năm. Không đi một mình, anh muốn nhiều người trẻ quê mình cũng gắn bó với quê hương như anh. Và Hợp tác xã Nấm Sạch Việt Tú ra đời để kết nối những người khởi nghiệp từ nấm như anh. Anh đã tạo việc làm cho trên 30 cá nhân đang lao động tại hợp tác xã. Từ hồi mà anh ấy thành lập được ra cái khu vực làm nấm như thế này, giúp đỡ được
anh em rồi chị em, nhất là chị em trong trung tuổi ấy. Mỗi một tháng thì chị em chúng tôi mà làm được trên 20 công là được hơn 6 triệu. Ngoài ra, anh Tú đã thành công khi chế biến nhiều sản phẩm từ nấm như trà linh chi, cao linh chi, viên hoàn linh chi, cao gắm, bột bào tử linh chi. Các sản phẩm này đã có mặt trên khắp thị trường cả nước. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ cao trong trồng nấm, anh Tú lại mạnh dạn đầu tư học hỏi để phát triển cao hơn với mô hình đông trùng hạ thảo. Sau thời gian thử nghiệm, anh Tú dự kiến năng suất sẽ đạt khoảng 5 tạ tươi đông trùng hạ thảo một năm, ước tổng doanh thu khoảng 3 tỷ đồng. Sự nỗ lực mạnh dạn của các cá nhân trên được ghi nhận không chỉ bằng những giấy khen, bằng khen hay danh hiệu, mà điều quan trọng là họ đã cho thấy nông dân Hưng Yên cũng đã và đang sẵn sàng hội nhập trong thời kỳ 4.0 để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại hơn. Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Giang đã tiến hành giải tỏa được 44 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tồn tại khá nhiều vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi. Trong đó, huyện đã tiến hành giải tỏa triệt để được 21 trường hợp với diện tích hàng nghìn mét vuông, còn lại là các hộ tự tháo dỡ. Đây đều là những vi phạm làm nhà tạm, lều lán trên đất nông nghiệp. Riêng xã Mỹ Sở đã giải tỏa triệt để được 15 hộ với tổng diện tích 760 m2. Theo tổng hợp từ năm 2017 đến nay, huyện Văn Giang đã giải tỏa và tuyên truyền để người dân tự tháo dỡ được 513 trên 567 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp như làm lều lán, nhà kho, nhà xưởng. Trong số 54 trường hợp vi phạm còn lại, một số vi phạm nằm trên địa bàn xã Long Hưng và Nghĩa Trụ và một phần diện tích phải giải phóng mặt bằng cho dự án Dream City. Tuy nhiên, hiện huyện Văn Giang vẫn còn tồn tại hàng trăm vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi chưa được giải tỏa, nhiều nhất là hai bên bờ sông Bắc Hưng Hải thuộc hai xã Nghĩa Trụ và Vĩnh Phúc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử vừa ký quyết định xử phạt công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhà ở Hưng Yên 295 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhà ở Hưng Yên có trụ sở tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, chủ đầu tư khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp, đã vi phạm thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ, không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định, theo Nghị định số 155/2016 của Chính phủ. Tổng mức xử phạt 295 triệu đồng và buộc công ty phải thực hiện đúng và đầy đủ chương trình quan trắc giám sát môi trường định kỳ trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, phải xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Thành phố Hưng Yên vừa trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 cho 48 người Trung Quốc là chuyên gia thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Zanakosa Việt Nam. Trước đó, ngày 17 tháng 8 năm 2020, các công dân này đã đến Việt Nam và được tiếp nhận cách ly y tế tại khách sạn Thái Bình, đường Phạm Bạch Hổ, phường Lam Sơn. Trong thời gian cách ly, các công dân đã được theo dõi sức khỏe hàng ngày, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo đúng quy định của Bộ Y tế và đều cho kết quả âm tính với COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 48 công dân, đồng thời bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tanakasa Việt Nam tiếp tục quản lý. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng Bluezone đã được chứng minh có hiệu quả cao trong phòng chống dịch SARS-CoV-2, nhưng hiện tỷ lệ người cài đặt ứng dụng còn rất thấp. Mặc dù Hưng Yên nằm trong top 10 tỉnh thành trong cả nước có lượng người cài đặt nhiều, nhưng cũng chỉ đạt 28% số điện thoại smartphone. Toàn quốc hiện có 22 triệu máy điện thoại được cài đặt ứng dụng Bluezone để truy vết bệnh nhân SARS-CoV-2. Theo đó, thành phố Đà Nẵng có số người cài đặt nhiều nhất với trên 474.000 người, đạt gần 42%, tiếp đó là tỉnh Quảng Trị và Hải Dương. Xếp cuối là tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu, với tỷ lệ cài đặt mới chỉ đạt từ 13% đến 14%. Tỉnh Hưng Yên xếp thứ 10 cả nước, với trên 238.000 người đã cài đặt ứng dụng Bluezone. Trong đó, huyện Yên Mỹ có trên 38.000 người cài đặt, đạt trên 31%. Huyện cài đặt thấp nhất là Phù Cừ với gần 9.700 người, đạt trên 23%. Hiện tỷ lệ máy điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng truy vết người bị nhiễm SARS-CoV-2 còn khiêm tốn bởi thực tế vẫn còn nhiều người chưa sử dụng điện thoại thông minh. Việc đầu tư truyền thông, sử dụng ứng dụng cũng như ý thức sử dụng điện thoại thông minh trong việc phối hợp phòng bệnh qua phần mềm Bluezone của nhiều người vẫn còn hạn chế.
Kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ cho biết nước này đang thiết lập một cơ chế đối thoại kinh tế song phương đối với Đài Loan. Và đây là sáng kiến mà theo Mỹ là nhằm tăng cường quan hệ với Đài Loan và hỗ trợ vùng lãnh thổ này trước sức ép ngày một tăng từ Bắc Kinh. Phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến ngày 31 tháng 8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Đông Á, ông David Stilwell cho biết, Washington đang thiết lập một cuộc đối thoại mới về hợp tác kinh tế song phương với Đài Loan, chú trọng vào các sản phẩm bán dẫn, y tế, năng lượng và một số lĩnh vực công nghệ khác. Ông nhấn mạnh các chuyến thăm, các thỏa thuận và thương vụ vũ khí gần đây của Mỹ đối với Đài Loan không phản ánh sự thay đổi chính sách của Mỹ, mà chỉ là sự điều chỉnh nhằm đối phó với Trung Quốc, vẫn tuân thủ cam kết của Washington với chính sách một Trung Quốc. Trong bối cảnh các y bác sĩ Hàn Quốc tiếp tục đình công giữa lúc đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, Tổng thống Hàn Quốc ông Moon Jae-in đã bày tỏ khả năng đối thoại về các yêu cầu của y bác sĩ sau khi đại dịch được kiểm soát. Tổng thống Hàn Quốc nói rằng ông rất lấy làm tiếc khi các bác sĩ tiếp tục từ chối điều trị cho bệnh nhân trong giai đoạn hết sức khó khăn hiện nay, trong khi người dân đang rất cần các nhân viên y tế. Người đứng đầu chính phủ Hàn Quốc cũng kêu gọi các bác sĩ quay trở lại làm việc sớm nhất có thể, đồng thời cam kết lắng nghe và thảo luận với các nhân viên y tế về những vấn đề họ nêu thông qua một hội đồng và tại một cơ quan tham vấn của Quốc hội sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa lên tiếng cảnh báo việc các nước mở cửa trở lại mà không kiểm soát được COVID-19 có thể sẽ dẫn tới thảm họa vì trên thực tế đại dịch vẫn đang lây lan một cách dễ dàng. Tổng giám đốc WHO thừa nhận nhiều người đang trở nên mệt mỏi vì các biện pháp hạn chế và muốn quay trở lại trạng thái bình thường. WHO hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực để mở cửa trở lại nền kinh tế và xã hội. Song người đứng đầu WHO nhấn mạnh các quốc gia còn chứng kiến sự lây lan đáng kể của COVID-19 phải ngăn tổ chức các sự kiện dễ gây lây lan dịch bệnh vì việc mở cửa mà không kiểm soát virus sẽ là một công thức dẫn tới thảm họa. Trong ngày 1 tháng 9, tất cả các cấp học tại Trung Quốc đã bắt đầu khai giảng năm học mới. Hơn 200 triệu học sinh tại đây chính thức được đến trường sau thời gian dài học trực tuyến vì COVID-19. Trong ngày đầu tiên đến trường, các em học sinh đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp học. Bàn ghế được bố trí xa nhau, đảm bảo khoảng cách tối thiểu để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Đối với sinh viên từ các tỉnh xa về nhập học tại các trường đại học, các em cũng sẽ được xét nghiệm COVID-19. Trước đó, theo thông báo của Bộ Giáo dục Trung Quốc, dù công tác phòng dịch vẫn chưa thể lơi lỏng, song do nước này đã có đầy đủ điều kiện để học sinh trở lại trường, nên Trung Quốc sẽ chia đợt cho học sinh và sinh viên bắt đầu bước vào năm học mới từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 10 tháng 10. Đeo khẩu trang giúp chúng ta tránh lây nhiễm dịch bệnh, song đôi lúc cũng gây ra sự khó khăn nhất định khi muốn thể hiện biểu cảm trên khuôn mặt. Hiểu được điều đó, một siêu thị tại Nhật Bản đã quyết định trang bị cho nhân viên của mình những chiếc khẩu trang hình mặt cười. Tại siêu thị Takeya ở thủ đô Tokyo, khách hàng được chào đón bằng những nụ cười trên gương mặt của nhân viên. Toàn bộ nhân viên siêu thị đều đeo loại khẩu trang mang lại cảm giác thân thiện với khách hàng. Ý tưởng này nhận được đa số phản hồi tích cực. Họ đánh giá cao việc siêu thị quan tâm tới cảm xúc của khách hàng. Từ sự thành công này, siêu thị đã mở bán loại khẩu trang độc đáo cho bất kỳ ai muốn sở hữu. Các nhà khoa học tại Đại học Tokyo của Nhật Bản vừa công bố một kết quả nghiên cứu trong nhiều năm cho thấy một loại vi khuẩn trên trái đất đã chứng minh năng lực sống sót sau 3 năm trong không gian, khoảng thời gian đủ dài để di chuyển từ sao hỏa đến trái đất. Các nhà khoa học Nhật Bản đã gửi các mảng tế bào của vi khuẩn Deinococcus kết tụ thành nhiều độ dày khác nhau gắn bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế ISS trong 3 năm. Kết quả cho thấy vi khuẩn này vẫn sống sót suốt thời gian diễn ra thí nghiệm. Phát hiện này có thể thay đổi hiểu biết của con người về nguồn gốc của sự sống. Thí nghiệm đã ủng hộ giả thuyết rằng sự sống tồn tại khắp vũ trụ và được mang đến trái đất thông qua thiên thạch, tiểu hành tinh hoặc là sao Chổi. SkyDrive, một công ty công nghệ của Nhật Bản vừa thử nghiệm thành công nguyên mẫu một chiếc xe bay một chỗ ngồi và hy vọng sẽ được bán ra thị trường vào năm 2023. SkyDrive cho biết đây là nguyên mẫu xe bay đầu tiên mà công ty này thử nghiệm thành công, với thiết kế giống như một chiếc mô tô một chỗ ngồi được trang bị 8 cánh quạt ở xung quanh. Những hình ảnh được SkyDrive công bố cho thấy xe bay có thể lơ lửng cách mặt đất khoảng 2 mét và di chuyển theo các hướng khác nhau trong khoảng 4 phút. Trên toàn thế giới có rất nhiều dự án tương tự, tuy nhiên chỉ có vài nguyên mẫu được thử nghiệm thành công. Với việc phát triển thành công chiếc xe bay này, dự án hy vọng đây sẽ là một phương tiện giao thông cá nhân mới, dễ tiếp cận hơn máy bay trực thăng và không bị tắc nghẽn giao thông. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.